Thì có lần cô hỏi Hòa Thượng, cô nói con nghĩ các vị Bồ Tát chắc không có đau, không có bệnh quá, cho nên mới tự tại được. Con mà đau là con thấy con quạo quọ à, chắc các ngài không biết đau đâu. Các em có để ý không? Phật chắc cũng không biết đau, chứ mà giả sử như mình đau chân nhức răng, mình phải quạo quọ, mình nhăn nhó chứ. Tại sao Phật và Bồ Tát không nhăn nhó? Mà chắc là các ngài không có đau đớn, không có cái cảm giác. Thì thầy mới đưa thí dụ thế này. Một đứa con nít bệnh thì nó khóc nó la. Một người lớn bệnh cũng đau như cái đứa con nít nào. Nhưng mà đứa người lớn đi đến dùng ông bác sĩ chích thuốc, thì ông bác sĩ chích thuốc, người lớn cũng đau, chích con nít cũng đau. Mà con nít trước khi chích nó khóc, trong khi chích nó khóc, sau khi chích nhớ lại khóc nữa, và nó oán hận ông bác sĩ. Còn người lớn thì biết là trong khi chích thuốc là đau, nhưng mà cảm ơn bác sĩ. Có thấy khác nhận sao? Như vậy thì người lớn đau, con nít cũng đau, nhưng mà người lớn trưởng thành hơn. Cho nên họ chỉ đau khi kim châm như vậy thôi, nhưng mà qua cơn rồi, họ không oán hận, không luyến tiếc. Thì Bồ Tát cũng vậy. Thì ở đây là chúng ta là Bồ Tát hay chúng sinh là chút xíu đó. Thân bệnh thì có mà tâm bệnh thì không. Cái thái độ chúng ta về cái sống, cái chết như thế nào? Giờ mình có chấp nhận mình không bằng lòng già, nó vẫn già. Nó không muốn chết, nó cũng chết. Thì cô nhớ cái cảm nhận này, cô thấy là khi mà các chùa, mà cô ở trong các chùa tu ở Việt Nam á, cô tu cả mấy chục năm, các chùa ni hoàn toàn bao giờ có cái kiến gương soi mặt hết á. Đặc biệt nha, soi gương là không có được phép á. Cho nên từ cái ngày mà cạo tóc về sau, cô nhớ là khi mà cạo đầu là ra dòm trong cái cặp nước á, thì dòm cái tóc cạo sạch hay không, chứ không có gương. Toilet cũng hoàn toàn không có gương nhớ. Rồi cái lúc mà sau đó đến năm mà cô đi làm ruộng á, ruộng em biết là dầm nắng dầm mưa một ngày 8-9 tiếng, và thiền viện hoàn toàn không có cái gương soi mặt. Cho đến khi mà cô trở về thành phố, bữa đó vô nhà của bà Phật tử, vô cái toilet của bà có tấm gương soi, cô vừa dòm vô là cô xuất khẩu thành thơ luôn á. Bao năm không soi kính, chợt nhìn mà thất kinh, cũng mày ngang mũi dọc, tưởng đâu bà nội mình. Đấy, cô không nghĩ mình già, mình đen, nó xấu dữ vậy à. Như vậy thì dù có chấp nhận hay không, mình cũng như vậy. Có chấp nhận hay không, mình cũng già, cũng bệnh và cũng chết. Phải không ạ? Cái đó là cái quy trình rất bình thường. Nhưng mà làm sao để chúng ta thắng lướt? Thì lúc mà cô thấy cô hết hồn. Tại mình nhờ không sao gương, cho nên cô cũng ảo tưởng là mình có duyên, mình dễ coi, mà trời đất có vừa dòm vô, hết hồn á. Em biết lúc đó không có giao làm 2 tháng mới cạo tóc, cái đầu còn hơn là tù vượt ngục. Rồi làm ruộng nó đang thui, đang thích à. Rồi dồn vô không tưởng tượng đây là con người của mình á. Bao năm, tức là cả chục năm không soi gương, giờ thấy hãi hùng rồi. Nhưng mà sau này khi mà mình chấp nhận rồi thì không có đau khổ. Cũng như khi cô bắt già, và bây giờ cô bắt đầu cô chấp nhận sửa soạn cái chết, thì cô thấy cô không có sợ chết nữa. Ủa, các em mua xe nè, cái xe xài 10 năm nó muốn đổi rồi. Cái xe này gần 70 năm mà Tết cũng còn ráng chúc cô một câu, chúc cô sống lâu 100 tuổi, nghĩa là cô xài thêm 30 năm nữa đi. Đáng lẽ chúc là cô ơi, xe cũ quá rồi, sang năm cô kiếm cái xe thiệt xịn đi, con chúc cô sang năm đổi xe. Các em có để ý không? Mình thấy người ta ở cái nhà nó nát rồi, mình nói chúc chị sang năm mới xây nhà mới, chúc chị sang năm mới mua xe mới. Chết chỉ là nếu hiểu rõ đạo thật sự, sinh như tử áo, cởi áo hạ, đúng không nè, tử như đắp chân bông vậy thôi. Nghĩa là mùa thu mình mặc đồ khác, mùa đông mình bận đồ dày hơn, phải không nè. Như vậy thì cái xe đã đến cái ngày cũ rồi thì mua xe khác, nhà đã cũ rồi mua nhà khác. Nhưng mà có cái vấn đề ở đây là có tiền mua hay không đó. Không có tiền thì sắp hàng xin housing, sắp hàng chờ chỗ nào xin vô đầu thai. Có được chỗ người ta cho là mừng rồi, nhà của chính phủ đó. Còn có tiền thì mình đi chọn nhà, chọn xóm, chọn đủ thứ hết. Ưng ý mới lựa là những người có phước báo. Mà phước báo đó gì? Phước tự tâm sinh. Bây giờ nè, nếu muốn mua nhà
kiếp sau cái nhà hay cái xe đẹp hơn thì đừng có tâm sân. Cận tưởng nghiệp mà sân kiếp sau tệ như chung vô gì, kiếp này nó lỡ rồi kiếp sau phải dễ coi hơn. Không gì hại mình bằng tâm sân, chưa hại ai đã hại mình rồi. Thì kiếp sau muốn dễ coi, có duyên dáng hay là hoa hậu phường, hoa hậu thế giới, thì xin đừng nuôi tâm sân. Muốn giàu sang thì bố thí. Mà bố thí đây không phải là đi về hốt tiền đưa người ta. Đừng tham, đó là bố thí. Đừng tham là bố thí rồi. Đấy không nè. Đừng ích kỷ là không rơi tam đồ. Như vậy thì chúng ta lựa những tâm niệm đó là cái tư lương để chúng ta chọn nhà. Ngay hiện tại là đã giàu rồi.